Đây hôm nay cháu sẽ cạo cái lông làm sạch cái lớp lông tơ này gửi cho chú Huy Hoa nhé, từ Ngọc Thủy Long Biên nhé. Để một dây chun đây này. Lấy phím. Bên hông đấy, bên hông bên phải đấy, bên góc đó, đó. Thấy chưa? Mấy cái hả? Một cái thôi, một cái nhỏ thôi, lấy cái nhỏ đi, bỏ cái to này đi. Đây. Để đi ra này đi. Nó dính mạng kiền luôn. Hãy
sẽ bỏ cắt đi, mai mai sẽ chẻ ra cho chú nhá. Đây, bây giờ cháu sẽ để đông đi. Trước xong, bắt đầu xong một cái là cháu lại bỏ ngon. Ừ. Đó, trước hết là thế đã. Này nóng á. Để đem về cầm cái bao tay đã. Cần gì? Cần gì nóng? Cầm cái bao tay khi cần phải giữ chứ. Bên đấy là mình bị xoay sang. Không cần bao tay khỏi nó thật tay. Nó mạnh. Em một người nhìn thấy kia đấy. Thấy cho một người nhìn thấy trong một cặp nhung này. Thấy trong cặp nhung này thế nào? Đâu lấy cái gì? Con thứ tư để bỏ cái này. Nón lắm em à. Nón. Bỏ vào túi khác à? Cứ bỏ vào túi đây luôn đi, cứ đỡ như vậy. Cứ bỏ vào cái đây. Được đấy. Bỏ vào túi khác hơn. Đấy, cứ túi nào vào đây nó cũng sẽ thế chứ em ơi. Vậy nè. Tiếp nè. Nhìn này là không bị gì hết đúng không? Là đây nón sốt. Nhanh gửi cho chị. Mình chỉnh dân đi. Xuống bên này đi. Xuống bên này đi. Cắt cái tay đi. Khoan. Để thế đóng luôn không phải. Rồi. Rồi. Đừng có nghiêng, đừng có đè quá nào. Cái nhúng hẳn vặn thì được bên này nhưng mất bên này. Biết. Lại phải kín thuộc. Nghiêng qua bên này, nghiêng qua bên này. Quay ở đâu này, đâu kia răng nhé. Này, cầm một vụn này. Để cầm tâm túi. Để con, để bọc hoặc cho vào cái túi mới để nó út cho con luôn. Út nhá. Gặp lại.
đưa cái kia vào đây. Rồi bố cầm hai cái kia vào đi, cầm hết cả cái này vào đi. Đây chú nha, cháu bỏ hết vào đây là cháu không có cái gì đúng. Đấy. Cháu sang bên này hết cái này. Chú giúp cháu nhá, chú nhá, chú giúp cháu chiến công hôm qua nói đấy chú. Vâng. Ngọc Thị Long Biên. Đây chú nhá. Vâng, cháu xong rồi đấy. Đây chú Hòa nhá, cháu đã xong chú rồi, chú chỉ việc đưa về ngâm thôi nhá. Rất là đẹp. Cháu vào tủ. Tạm thời cháu vào tủ cái đấy lúc chú sẽ ôm đến cháu bỏ ra.